Châu Âu phải chuẩn bị cho khả năng Ukraine chia rẽ. Jan Bremer, người đứng đầu công ty tư vấn rủi ro chính trị Eurasian Group, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với tờ Bild của Đức. Theo quan điểm của ông Bremer, Nga đã kiểm soát các vùng lãnh thổ rộng lớn của Ukraine và sẽ không từ bỏ chúng, trong khi Ukraine hiện không đủ tiềm lực quân sự để giành lại những vùng lãnh thổ đã mất. Ông Bremer ám chỉ rằng đó chính là sự chia rẽ mà Ukraine phải đối mặt. Theo các đánh giá của ông, do tình hình mặt trận đang diễn ra đối với Kiev theo kịch bản tiêu cực. Ukraine có thể mất toàn bộ miền đông và đông nam đất nước, trong đó có Donbass. Đồng thời, Bremer bác bỏ khả năng Nga sẽ tự nguyện trả lại những vùng lãnh thổ này. Nhà khoa học chính trị dự đoán ông Trump sẽ bắt đầu khăng khăng đòi nhanh chóng ký vào thỏa thuận hòa bình, lợi dụng tình thế ông Zelensky bị ép vào chân tường. Điều này được thể hiện qua việc đề cử Keith Kilock cho chức vụ đặc phái viên của Mỹ đối với Ukraine và Nga. Ông Bremer cũng lưu ý rằng những dấu hiệu mệt mỏi vì xung đột đã len lỏi vào các bài phát biểu của ông Zelensky. Tuy nhiên, cho đến nay, Tổng thống Zelensky luôn khẳng định Ukraine sẽ không nhượng bộ đổi lãnh thổ để lấy hòa bình khi đàm phán với Nga. Vào tháng 6, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đưa ra các sáng kiến nhằm giải quyết hòa bình xung đột ở Ukraine. Moscow sẽ ngay lập tức ngừng bắn và tuyên bố sẵn sàng đàm phán sau khi quân Ukraine rút khỏi các lãnh thổ khu vực mới của Nga. Ngoài ra, nhà lãnh đạo Nga cho biết thêm Kiev phải tuyên bố từ bỏ ý định gia nhập NATO, phải thực hiện phi quân sự hóa và phi quân sự hóa, đồng thời chấp nhận quy chế trung lập không liên kết và không có hạt nhân. Ông Putin cũng đề cập trong bối cảnh việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt chống Nga. Sau cuộc tấn công khủng bố của lực lượng vũ trang Ukraine và khu vực Kurs, ông Putin gọi là không thể đàm phán với những người tấn công bừa bãi và dân thường, cơ sở hạ tầng dân sự hoặc cố gắng tạo ra mối đe dọa đối với các cơ sở năng lượng hạt nhân. Ông Yuri Usakov, trợ lý của Tổng thống, sau đó nói rằng các đề xuất hòa bình của Moscow về một giải pháp cho Ukraine trước đó đã được nguyên thủ quốc gia lên tiếng, vẫn chưa bị hủy bỏ, nhưng ở giai đoạn này có tính đến cuộc phiêu lưu này nga sẽ không nói chuyện với ukraina